nhắc tới kfc thì quý vị nhớ, nhớ tới những gà nướng này gà rán này ở tại KFC mà cái đùi gà của nó rất là ngon và rất là juicy thì vừa rồi KFC ở tại Canada đã giới thiệu một cái loại thức ăn đó là Kentucky Scotcher là một chiếc bánh như quý vị cũng thấy ở trên màn hình đó là cái chiếc sandwich ở giữa là gà rán còn ở trên là cheese và ở dưới là pickle có nghĩa là dưa mà dưa của mẻ quý vị ăn vô nó chua chua rất là ngon nhưng mà đặc biệt là họ ra một cái loại sauce mà cái sauce này rất là cay cay hơn những cái trái ớt của mình hơn tapas tapasco là một trong những cái cái loại uh, ớt mà cái tương ớt mà quý vị hay ăn ở của đồ mẹ đó, cái nó rất là juicy nó rất là ngon nó hơi ngọt và nó hơi cái vị mặn của nó rất là ngon và cay đến nỗi mà xé lưỡi luôn nên kfc đã kèm theo một cái lon sữa để cho mọi người ai mà mua cái bánh này để được ăn để sữa thì nó làm dịu cái cay đi thưa quý vị. Như quý vị cũng thấy ở trên màn hình nó rất là ngon. À, hiện tại nó đang à, KFC mới đưa ra ở Canada chứ chưa đưa về à, ở phía Cali thì gần đây thì Cali sẽ có cái loại bánh này và cái loại bánh đó như như vừa nói đó là Kentucky Scotcher thì theo giám đốc của KFC nói là họ phải sử dụng rất là nhiều loại ớt, họ thử rất là nhiều loại ớt Thì cuối cùng họ chọn cái loại ớt này Thì trong cái loại ớt này nó có cái loại ớt gọi là Cayenne Và và cái loại ớt thứ hai đó là Carolina Ripper là một trong những cái loại ớt rất là cay thưa là cay xé lưỡi luôn, cay hơn cái những cái chai tương ớt ở ngoài mà người mễ hay bán hoặc là mình đi vô trong những cái tiệm Mexican nó hay bán và nó đưa ra cho mình ăn cái loại ớt này rất là cay nhưng mà nó cay thấm ở trong lưỡi đó thưa quý vị, chính vì vậy mà họ phải đưa cái uh, cho một cái free milk đó là sữa để mà có cho quý vị uống. Nhưng mà cái free meal này chỉ là giới hạn mà thôi. Nếu mà quý vị tới trẻ thì không có nữa, họ chỉ đưa ra một cái số lượng ở trong ngày mà thôi. Và bên cạnh đó Kentucky Scotcher ở có tất cả ở trên các địa điểm ở Canada thì những ai mà ở Canada muốn order cái bánh này thì đi vô www.kfc.ca Uh, thì vô trong đó sẽ được order mà trong ngày đó thì như cũng nói rằng họ giới hạn cái loại sữa được free mà thôi uh, Gần đây uh, tất cả những cái nhà hàng họ đưa ra những cái loại bánh và những cái loại thức ăn rất là lạ Như quý vị cũng biết là KFC thường thường có gà rán, gà chiên Nhưng mà bên cạnh đó thì đưa ra bây giờ sandwich thì uh, ở tại khu của mình ở ca, uh, ở California có gọi là Abi thưa quý vị Abi vừa rồi cũng đưa ra một cái loại bánh uh, sandwich rất là nổi tiếng trong đó có cũng rất là cay và có chicken cheese là có jalapeno rất là nóng thưa quý vị gọi là Diablo BBQ thì um, bên cạnh đó còn có free milkshake tức là một sữa nhưng mà là cái loại như là smoothie á thưa quý vị kèm đi free với là cái loại sandwich cay đó. Ngon ha, nghe là coi như là đói bụng luôn đúng. buổi sáng luôn thưa quý vị <laughs> à, Lê Thái thì thường ăn McDonald's với lại uh, em ăn ở trong chat in the Box Thì em, hay ăn, box, ăn, dạ. em thường ăn mấy cái đó thôi ừ. Nhưng mà tại vì KFC thì ở đó Lê Thái ăn nhiều Nhưng mà thời gian sau này thì em ít ăn bởi vì nó ít có những cái món nào mà nó ra mới ừ. Mà bây giờ thì là ra một cái sản phẩm mới uh, cây spicy như vậy Thì Lê Thái nghĩ rằng chẳng như Lê Thái Mà quý vị nào chúng ta là khách hàng của KFC Thì chúng ta cũng nên đến ủng hộ và chúng ta ăn thử coi ừ. Coi cái hương vị nó thế nào đúng không chị như Huyền ừ.